Dạ, và đầu tiên thì xin phép cho Thanh Hiền trân trọng kính chào tất cả cô chú và các anh chị. Thanh Hiền cũng có một cái duyên hạnh ngộ với thầy Hải, được thầy đàn cho hát 5 lần rồi, cho nên nó đã một cái tình cảm quý báu. Hôm nay Thanh Hiền đến thắp hương cho thầy cũng như và để tiếp nối chương trình thì xin phép cho Thanh Hiền hát lại bài hát mà thầy Hải đã từng đàn cho Thanh Hiền hát ở nhà của sư phụ mười nhỏ, đó là bài hát Hàng Mặt Tự, sáng tác của cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu. Mời các anh chị các cô chú cùng nghe. Ai mua trắng mà người đến đêm trắng đi, bán người đến bán bao nhiêu một ánh trăng vàng. Chuyện có mười mấy năm về trước, chứ còn bây giờ thì ba thơ năm cũ đâu rồi. Em cho anh sống lại những ngày ngây thơ. Bài thơ em đời em Hãy
giờ là đấy. Thôi em hãy về đi, em cứ để anh chết trong sự cô đơn buồn tuổi. Về đi em mà. Anh chị hãy gọi anh là Hà Mặc Tử. Hà Mặc Tử. Ôi ba tiếng nói như trận bầu kinh hoàng vừa tuổi qua miệng ngán chị đêm tiếng cuốn la vào lòng. Để làm sụp đổ tiêu tan những thành quách quy nghi trầm mặc giữa điêu tan. Mây sự nghiệp tây dân nằm trong số nghiệp dân tan. Rồi đây biết ai còn nhớ đến tên Hà Mặc Tử. Nhưng mà em nhớ làm sao, làm sao quên được cái ngày mà anh rời bỏ tỉnh Quy Nhơn. Chứ em anh vào Sài Gòn anh đang học, em đã lo lắng cho anh, lo lắng cho anh từng phút từng giây. Thiếu ơi từ Quy Nhơn vào đây em chỉ đến theo mùa qua gì vậy. Trước khi chương trình văn nghệ được tiếp nối, Tại Thiên Tài xin phép được thay mặt cho gia đình của chú đại danh cầm Văn Hải xin trân trọng kính chào nam nghệ sĩ tài danh, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, và thân mến chào nghệ sĩ Giang Bình và diễn viên hài Chung Chung đã có mặt trong buổi tối hôm nay.